Thôi, hai cái góc hẹn quá hả? Ừ, đúng rồi. Mày hẹn nữa. Mày nó cao quá làm sao hái được. Ừ. Giờ mấy anh thèm không? Thèm. Thèm dữ không? Thèm. Ok, hôm nay em sẽ chiều với anh là cương cây gốc này. Thiệt không? Thiệt. Em vô sinh ra ngoài đi. Thôi, được á, anh tin em, anh tin em. One hour later. Còn ông nội kêu người vô cưa đó mấy anh. Trời ơi, hôm nay tài chơi lớn quá à. Tài dám cưa nguyên cây cốc để ăn luôn. Ừ, đúng rồi, đúng là tài à. Anh em mình là một gia đình á. Anh em mình là một gia đình. Anh em mình là một gia đình. Rồi, mỗi người cầm một cái hao chuẩn bị lượm cốc nha. Ủa, cây cốc trồng mùa mấy năm mà trong vòng 5 phút chỉ còn đúng cái liền. Không nói nhiều quá, lượm đi, tôi hèm quá nè. Lượm. Bỏ vô hao, bỏ vô gõ đi nè em ơi. Wow, ở dưới đây cũng một nhà nè. Trời ơi, cốc này bự không tụi con ơi. Tha hồ mà ăn. Dạ. Anh em bỏ vô hao tôi hết đi. Gì vậy? Bỏ gì hết vô hao tôi đem về nhà tôi ăn mình. Trời ơi, đây mấy chùm luôn. Đây nữa. Thôi kế bên cây cốc mà có cây cốc. Không hiểu gì chị Trung. Trời ơi, công chuyện luôn. Nghe dứt. Thôi tiền làm chiến hốt khổng lồ. Bây giờ một đống cốc rồi mình làm cái gì ăn đây mấy em? Anh thấy vô gõ ớt đây nè. Tôi thấy vừa có ớt vừa có cốc, hay bây giờ mình làm thao cốc lắc khổng lồ ăn đi. Yeah. Dạ. Rồi mình bây giờ mình đem rửa trước đi. Dạ, giờ mình bỏ vô lại đi anh em. Hôm qua mưa quá, bây giờ mình gom lại nhà cô gõ cốc ăn cỡ đã nha mấy đứa. Dạ. Hôm nay tài cũng bận rồi không có qua được nữa. Cốc á thì mình ngồi không ăn cũng chán, hay bây giờ mình làm cái thử khách nào mà khó khó đi cô. Đúng rồi cô. Bây giờ tụi con muốn thử khách đúng không? Dạ. Tôi sẽ tổ chức ra một cuộc thi là người cuối cùng dừng ăn cốc. Ủa cô vậy mà hắn còn hưởng nhiêu cô? Em thiệt tình tối ngày hưởng hưởng. Ủa mà hưởng nhiêu tiền vậy cô? Hôm nay cô thấy cốc rất là nhiều luôn, cô chơi lớn. Ai là người cuối cùng dừng ăn cốc cô sẽ thưởng cho 1 triệu luôn. Wow. Được cô, khỏi bào lẻ đi, bào lẻ đi cô thi. Cô ơi, nãy giờ mình bào cũng nhiều rồi, bây giờ cũng hẹn quá cô. Cô thấy cũng nhiều rồi đó. Thôi giờ mình vô rửa sạch rồi làm nước chấm thôi, bắt đầu cuộc thi nha. Dạ. Muốn có được không rồi, giờ đâm ớt siêu cay thôi. Siêu cay mà ông làm thì có 2 trái thôi, phải bỏ 3 trái nữa. Cay vậy sao mà ăn nổi. Vậy cho mấy người kia mới dễ lắm. Rồi gỡ ông vô sao? Anh xui vô ông ơi. Thôi bỏ vô đi. Để đổi mới cho phần thử thách của mình hấp dẫn thì cấp cô để nguyên trái, không có để vô lắc luôn. Thì ở trong thao cô là để số lượng cấp cộng thêm cái phần mà nước chấm. Để đây có muối ớt đâm sẵn nè. Ủa ai đâm mà đỏ tươi vậy? Con đâm nó cô cũng 5 trái hả? Anh đâm 5 trái gì vậy? Nước phẩm em ơi. Rồi đường, muối ớt Tây Ninh, nước tương, nước mắm, tương ớt, sữa. Wow, con thấy cái thử thách này có vẻ hấp dẫn rồi đó. Nhưng mà nó ngon. Đúng rồi. Chính vì hấp dẫn với kịch tính nên cô đưa ra cái phần thưởng đó là 1 triệu trong cuộc thi. Wow, 1 triệu. Rồi bây giờ tụi con có chuẩn bị được tinh thần để mình bắt đầu cuộc thử thách chưa? Đấy rồi. Thời gian cô quy định như sau là người đầu tiên ăn xong thì mấy người còn lại còn 3 phút để ăn. Dạ. Rồi bây giờ tụi con bốc thăm nhưng mà không được nhìn vô nha. Dạ. Rồi Trang. Xui đi Trang, xui đi Trang. Một trái cộng muối ớt. Ôi, cái này đúng không? Đúng rồi. Rồi tới Mạnh nha. Dạ. Ở chỗ khác. Một trái siêu cay cộng muối ớt cộng muối Tây Ninh. À, trời chơi đủ loại luôn hả? Đúng rồi luôn, chết anh rồi. Tập sớm. Chúc mừng các bạn nha. Ba trái cộng nước mắm. Rồi tới. Ăn này ăn. Ăn. Thầy ăn khoái chưa đạt lắm nè. Được rồi. Ôi muối Tây Ninh thiệt. Muối Tây Ninh. Yeah. Rồi nhân phẩm này. Ôi Tây Ninh. Qua nữa. Qua nữa. Yeah. Chị định người khác một trái siêu cay. Tính em tính em. Rồi. Mình làm một trái chấm muối ớt. Ờ nhưng mà muối này cay lắm luôn á các bạn. Ủa em có một muối ớt thôi hả? Anh còn muối Tây Ninh nữa nè. Vậy em gọi là ba trái. Cái này là phần ăn mà lộn rồi à dính nhiều quá ngốt rồi anh em ơi. Đó chơi bao nhiêu thế này quay cho nó đều nó cay. Em thì 3 trái lộn 3 trái nước mắm. Rồi 3 trái cho con nè. 3 trái gì nữa. 3 trái mạnh. Dạ 1 trái. 1 trái hả? Rồi của con 2 trái sữa đặc. Rồi lấy tự lấy nước chấm đi nha của mình. Dạ con là 3 trái muối Tây Ninh. Rồi 1 trái. 1 trái còn 3 trái muối. 3 trái không. Trời ơi nó tanh quá. Em không sợ qua được nhưng nãy chỉ định con phải không? Trời ơi. 3 trái.
một cái không? Một cái cho trái bự. Trời, siêu cay hả? Nhìn hèm ghê luôn á. Siêu cay. Siêu cay rồi. Mạnh hút cho miếng mạnh. Này đúng không? Đúng đúng. Thôi anh em không à. Anh em không. Ê bảy, siêu cay không hiếu rồi. Cái này nữa. Đúng rồi. Đúng là đầu bếp làm nước chấm là phải nhớ hay không? Chúc ăn ngon miệng nha. Quậy lên con, quậy lên nó đều. Quậy lên, quậy lên. Quậy lên. Đều nó cay ăn mới ngon. Rồi, rồi tụi con bắt đầu chưa? Để rồi, rồi. Đi. Nước mắm này hôi quá à. Ờ, cũng có đáng ăn con. Sữa đặc là nước sắc một tiệu đó con. Ừ. Ôi, sao nó không dính ớt nhờ? Kim Bơ ớt ăn ai? Nó ăn ngọt luôn á. Ngọt, nhiều quá. Rồi, mời các bạn nha. Vừa cuối cùng dần ăn là bắt đầu không bánh giờ nha. Trời ơi, ngay cái răng luôn rồi. Ây da, đào quá, chấm miệng mới được. À, đau chưa á. Nani? Chấm miệng nó đặc ngọt quá trời luôn. À, cốc nó vừa chua mà chấm thêm nước tương nữa. Ba cháy. Cốc mà chấm với muối tình hình là hết bài rồi. Yeah. Chung chung ăn chung. Đây, 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 đây. Lấy ngoài đầu hàng gì này cứ khóc. Con đang dưỡng dưỡng đó tụi con ơi. Thì già cái muối ớt chiêu cay này mới đầu ăn vô thì tưởng đâu ngon ngon. Ăn nhờ gờ. Ăn vô luôn chút rồi nó cay quá chịu nổi rồi. Em muối ớt không mà còn cay. Anh hai thứ trộn lại cay có nào nữa. Đúng vậy. Bà chua quá. Cốc chấm nước mắm thì được mà. Có điều cốc chua. Của anh là sữa đặc nè. Bao ngon luôn. Coi rồi, vậy là bên xong bắt đầu con bấm giờ nha. Bắt đầu. Tụi con những người còn lại còn 3 phút đó. Dạ. Chưa. Nghe em nhanh lên em ơi, có chuyện hứa nha. Kiểu này chắc con Nghi Vinh thua quá. Xong rồi. Xong rồi nha con. Đi xong. Rồi. Còn mấy thành viên đây? 1 2 3 4 5 thành viên còn ăn. Cài xé lưỡi luôn à. Trời cốc chấm muối tình hình ngon quá. Thử liệu mới cay. Gì mà em vậy? Xem không anh? Ừ. Sao đất hên quá vô món cái không món. Rồi cốc chấm muối tình hình luôn. Hên luôn cô quá cháu. Nhưng mà cũng đỡ hơn siêu cay. Xong một cái. À nghe được chưa mà. Đang mở vô tới hộp của em. Ăn phải còn cái hộp xong á. Vinh ăn vỏ ngoài trước đi. Tại vì vỏ ngoài nó chua. Một phút mấy đã trôi qua rồi đó nha. Ăn mày cứ vô mãi cứ cắm ngọt quá. Chấm với muối ngọt. Chấm sữa ngọt quá trời luôn. Chấm đặc mà kêu ngọt con. Ăn muối vô đường luôn á. Chấm đường rồi sao nữa ngọt hơn á. 2 phút đã trôi qua. Còn 1 phút đó. Còn 1 phút nha. Rồi xong. Vinh 1 phút nữa con ăn kịp còn 2 trái không? Mẹ ơi, mẹ ơi. Mới dòng đĩa chè đó em. Không. Rồi ok. Rồi Vinh. Vậy là vòng 1 này Vinh đã đầu hàng. Rồi tới vòng thứ 2 thì con sẽ cho Trung bắt trước nha. Ơi, qua chỗ khác đi. Nãy giờ chưa ăn chắc thèm dữ lắm rồi. Con chị nước mắm á nha. Đấy gì đây. Nữa chỉ định người khác ăn hai cái nước chấm bất kỳ. Trời ơi. Nước mắm ơi. Cái gì đây. Cộng với đường. Anh Mạnh ăn với lại muối ớt siêu cay nha. Trời ơi, lại là muối ớt với muối tây ninh. Trời ơi, vậy sao anh sống nổi. Ơi em chơi anh rồi, anh sẽ ghim em. Ba cái đất. Tại con làm gì vậy đó. Còn mới của con đó cô. Còn mới còn kéo áo. Sữa đặc hả? Hai cái sữa đặc. Hai cái không chấm. Wow, hai trái không chấm luôn. Được á, được được được. Chua lắm á. Tại dân kỳ này vô sữa đặc tiểu đường nữa nha. Tiểu đường luôn rồi. Cho anh em xem ai. Thêm nữa. Thêm được rồi hai cái. Hai cái rồi, chết tôi rồi. Này một cái nè. Hai cái chấm mắm. Thêm được nữa. Là một cái á. Thêm cái nữa. Ừ. Một cái cộng tương hết. Rồi tới con là Mạnh. Cái gì đỏ đỏ dưới ta. Bốn cái muối ớt tây ninh. Trời đất ơi. Ba trái cộng muối ớt tây ninh. Wow. Anh Mạnh, anh có 4 trái rồi. Giờ còn 2 trái chỉ định của em nữa là 6 trái đó nha. Ok, anh nhớ phần này. Trời cao này chắc chung thắng quá. Nãy giờ còn chỉ định không à. 4, trời 6. Cho con 2 trái sẽ đạt. Rồi. Cô ơi, bây giờ con trộn tương ớt với nước mắm là được không cô? Được. Thì được, tất nhiên rồi. Con muốn trộn thì trộn, nghĩ sao mà con ăn hai thứ trong cái giấy đúng là ok. Trời được, với nước mắm. Cô bá đạo. Thầy ông ăn dữ à. Dữ à, thầy ông phải ăn dữ chứ. Rồi, cái đợt. Con chấm thử cho bớt sốc được không cô? Chứ con nghi quá. Rồi, bây giờ tụi con bắt đầu cứ ăn đi, có rồi cứ ăn đi. Ngon lắm không? Rồi, bắt đầu đi ăn nha. Được nè. Thì nó ngon không bạn? Nó
không không? Ừ, ngọt đó. Cái đợt đầu con ăn với sữa con sợ bị tiểu đường, đợt này con nghĩ con ăn nước mắm chắc lên máu quá. Lên máu. Đúng ngắn thời gian lại thôi. Mạnh cô thấy 6 trái ngăn 1 được 2 trái hả Mạnh? Cái này không có cay nè. Cái muối này mới cay. Ngon quá. Đừng để chồng mày ăn hót nha. Ở đây cô thấy Trung là sao mai mắn nhất vậy ta? Nãy giờ chưa biết nữa. Còn như chỉ định người khác không, chưa ăn cái nào luôn mà tới cuối cùng chắc như Trung thắng quá. Trung may mắn có khác. Ba mua chung khá là tốt cho cô. Trời ơi, ăn đi. Ăn gì anh rồi, lần thôi. Chết anh á. Được hơn á, được hơn nha. Em cũng vậy, được hơn, ăn anh được hơn nha. Ăn được, miếng thả ra nào. Thấp bầu, thấp bầu. Mạnh nó đang đánh lừa tâm lý đó anh em. Ăn nhanh lên. Còn một cái nha. Nghe cho mới. Cắm nhiều nhiều vô cho nó cay đã. Ngon quá vậy. Tốt ngay cái bự luôn. Rồi bá rồi. Mạnh quá. Kiểu này chắc con nguyên năm nghỉ ăn cóc quá. Ác mộng luôn cô ơi. Gọi ông cái ngang nhầm. Ai mà có thương Mạnh thì ăn từ từ nha. Đúng rồi, mà cô nói con này hợp lý rồi cô. Cóc này ăn ở ngoài á thì nó chua mà vô trong thì nó ngọt ghê quá. Gọi hết nè, cứ vợ cho Mạnh đi. Thương Mạnh. Bắt đầu. Có 3 phút Mạnh ăn nha Mạnh. Đâu trong vậy cô? Chua quá. Ăn nước cay quá các bạn ơi. Mình mém nữa chảy nước mắt rồi đó. Không, không sao mà. 1 phút rồi qua nè nha Mạnh. Thầy âm chấm với mấy con mắm cơ bộ hơi lâu rồi. Sợ lên máu, không chứ ăn. Thôi, mà bảo nhanh dư ra. Ăn ngoài em. Ở chứ giải thưởng thì này cô đưa ra 1 triệu đồng quá cao rồi. Bởi vì Mạnh phải ăn. Em có 2 trái mà em. Hả? Nãy giờ chú Đông ăn 6 trái mà ăn còn có 1 trái nha anh. Gì? Chú Đông em. Kìa, mặn quá rồi. Cái cay quá. Thấy mỗi lần Mạnh ăn đều 2 trái không? 2 tay cầm mỗi bên trái đó thấy không? Đó. Không có này, còn cái cuốn mừng quá nha em ơi. 1 phút 30 giây trôi qua rồi đó nha ba đứa. Bây giờ lấy hơi ăn cái nè. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Còn ăn Mạnh với lại Đức đến. Cảm ơn, cảm ơn. Xong rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Sắp đâu qua 6 cái mà Mạnh gần ăn xong rồi đó tụi con. Ôi, vừa cay quá. Không có. Rồi, vậy là ăn đã bảo bổ. Nãy giờ mình ăn mấy nước chấm này mình cay sưng mỏ luôn rồi. Ờ, gớm mắt luôn rồi. Tụi em nó mặn với lại nó cay nữa. Bây giờ tới Trang. Gì đây? 2 cái cộng đường. Yeah, trời ơi, cuối cùng cũng có đường rồi. Mạnh. Gì vậy? 2 cái muối ớt. Thôi không sao, này còn ớt, này còn ớt. 1 trái muốn cộng muối ớt. Wow, muối ớt ngon ngon ngon. 1 trái siêu cay. 1 trái siêu cay. Rồi. Muối ớt thì lên luôn. 2 trái không chậm. 2 trái sữa đạt. 2 trái sữa đạt. Rồi chưa? Ăn thôi. Rồi ăn đi tụi con. Ăn không tán. Đi mình ăn thử coi. Trời ơi, muối ớt nó cay. Ấy da, đúng như cái tên của muối ớt siêu cay. Cay quá. Ăn không bằng chấm nè. Nãy giờ mới được ăn. Nó ngon, mà nó ngọt, nó béo. Đã vậy còn vô sữa đặc nữa. Đâu nhận số còn số hưởng thiệt chứ. Này chấm chua chua ngọt ngọt. Không có cay. Trang thì cuối cùng thì cũng được vô đường. Chấm nó đã đỡ ngọt hơn đó Trang. Ngọt. Ăn này vô bớt cay, nãy cay quá trời. Một phút 30 giây đã trôi qua nha tụi con. Thì cuộc thi này á, tuy mặc dù cái giải thưởng nó cao nhưng mà tụi con ăn cái chừng mực thôi, cô không có ép nha. Quá. Để không ăn nổi thì dừng thôi chứ mà mình ráng quá cũng không có tốt. Rồi xong rồi ngắt cô, bước bình lương vô vòng. Còn định gà định nửa trái mà có vẻ nhắc chua gì rồi nhăn rồi. Không chấm gì vậy? Không chấm gì đó. Thôi hả, nè hàng chứ chua. Xong rồi. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tiếp tục vòng thứ tư nha.
một trái cộng muối ớt. Đơn giản. Hai trái sữa hạt. Thêm nữa. Ba trái muối tây ninh. Hai trái nước mắm. Hai trái cộng đường. Hai trái cộng đường hả? Ô, được á, được á, được á. Ba trái cộng nước mắm. Ba trái. Quá lượt. May mắn đến với Trang rồi. Rồi bây giờ tụi con bắt đầu đi. Con ngâm trái. Trời ơi cay quá các bạn nghe, cay chảy nước mắt luôn, hơn là hồi nãy mình qua lượt á. Chấm nước mắm nè mấy ơi. Ngon quá. Tôi chấm đường thấy nó ngọt ngay luôn á. Vậy hả? Ăn được hay không? Ngon được. Cái này nó mặn mặn. Mà nó cay cay thì sao á. Nước đặc nè mới ngọt. Cái này nó cay quá. Tạm biệt cuộc chơi. Rồi vậy là đất bỏ cuộc. Phải rồi, quen quen. Cảm giác như thế nào? Đợi sao em bỏ cuộc. Ngon ngon mặn quá, cái gì nó mặn mặn mà cay cay. Đúng vậy. Anh hai bốn trái trên bàn là anh thấy hiểu rồi. Rồi con tập trung con ăn đi, con nấu mất hết dạo rồi kìa. Ăn quay cho qua. Phút 20 giây đã trôi qua nha mấy đứa. Anh có vẻ định có vẻ như thấy như chua rồi đó. Rồi định đã đầu hàng, còn Mạnh nó cố gắng lên. Yes. 30 giây nữa Mạnh. Cố lên Mạnh ơi. Ông bậy là Mạnh của tôi ơi. Cố lên. Trái đổ sao trái à. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Rồi dừng. Rồi ok vừa đúng không? Ghê quá. Rồi bây giờ còn bốn đối thủ. Một trái cộng muối ớt. Hai trái cộng đường. Đường, có đường ngon lắm, nãy tôi ăn đường ngon lắm á. Dễ hả? Rồi Minh. Gì đây? Hai trái cộng đường. Một trái cộng muối ớt. Trời ơi lại đơn giản nữa rồi. Ủa sao một trái hoài vậy? Sao mình gọn hai bao trái kìa. Hỏi tôi. Lại còn số số hổ. Hên là mình có một trái à. Thôi hai trái cũng đỡ. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Bắt đầu đi. Dạ. Tụi con đừng có thấy cốc ngon mà ăn hoài nha. Thấy no thì dừng nha. Chứ mà ráng quá là không có được đó. Dạ con dạ. Chưa no. Chưa no phải không? Chưa no mà có ê răng gì chưa? Sao ê rồi. Con thấy chưa ăn không ăn mà con thấy ê răng cho tụi con á. Chưa đợi ê mà nó đã rụng rồi cô ơi. Thôi. Cô con nghĩ rồi vậy là Minh đã dừng, còn ra Mạnh đó nha Mạnh. Ông bạn Mạnh tôi có nha. Ok ông cứ yên tâm á, tôi tẻo trước đây. Ông không biết biệt danh tôi hả? Thánh Bào. Thôi rồi vậy là kết thúc 2 phút 28 giây. Bây giờ tụi con sẽ bước qua vòng tiếp theo nha. Trung sẽ bắt trước. Em ơi em vô chỉ định là em sẽ chỉ định anh. Thôi anh hết sáng em bỏ chỉ định anh đi. Dạ. Chỉ định người khác một trái siêu cay. Ôi trời ơi má ơi. Anh Mạnh. Trời cho Mạnh quá. Thôi sao một trái chứ mấy. Tới con bắt đi, tôi chừng vô 3 trái, chiên trái là 4 trái đó. Hơn nãy giờ. Cô làm vậy cô ngoan ngoan quá cô. Thì tôi cứ bắt trái vậy. Ôi nó không được dầm. Không được dầm. Thôi cái nào vô vô, lụm đại em nói đi. Như đây anh em đọc thử mình đây. 2 trái muối ớt. Trời ơi có 3 trái. Hồi nãy mình ăn mấy trái không được mà sợ gì. 3 trái nhầm rồi nha. Dạ. Trang. Mà 2 trái muối ớt nó hơi cay. 2 trái sữa đặc. Yeah mà sữa. Còn 3 đối thủ nặng ký nha. Dạ. Trang thì chỉ định là ngồi phanh tay rồi. Rồi lượm đi. Ây da mẹ ăn rồi. Con không nghĩ là vòng thi mà ăn tóc này trông lại mau như vậy. Thôi nghỉ thôi. Nghỉ không? Đúng rồi nghỉ. Sao tôm? Đó cổ đúng không? Rồi vậy còn Trang. Đến cho anh em bấm vào nha. Bắt đầu. Có 3 phút để con ăn hả Trang? Thôi vậy con ăn từ từ. Bỏ cuộc nha. Thôi chào anh em nha. Chúc anh em vui vẻ nha. Mạnh đi tới nước này. Thắng nha. Mạnh đi tới nước này mà còn bỏ cuộc Mạnh. Dạ trời ơi cố gắng chứ còn cô ơi. Ăn không thẳng từ từ. Còn 3 phút lận mấy phút rồi. Chưa đầy 1 phút con ơi yên tâm đi. Từ từ thôi, nhanh quá ê găng.
Rồi 1 phút 39 giây thì Trang cũng đang xong. Xong rồi. Mình sẽ qua lượt tiếp theo. Một cái cộng nước tương. Ồ, nước tương. Chúc mừng Trung thêm lượt. Từ từ để con đi. Trời. 2 cái nước mắm. Ôi trời ơi. 3 cái muối Tây Ninh. Em thắng chắc rồi. Sao rồi, nhức đầu chưa Trung? Không sao. Được. Sao phải không? Trời ơi, dán này 5 trái còn ăn 2 thứ nữa. Chắc vui Trang quá Trang ơi. Tất nhiên rồi. Cố gắng rồi đó. Giờ con ngồi luôn rồi. Công nhận cuộc thi này quá là lâu luôn á. Với càng chiến thắng này. Hình như chắc càng chiến thắng quá. Hay là Trung. Chưa cắt Trung nãy giờ chưa có ăn giờ là mới ăn, bắt đầu ăn nãy giờ quá không. Nay rồi thôi. Chấm nước tương cảm giác như thế nào cho? Nó mặn mặn. Không thơm bằng nước tương. Thì chỉ đỡ mà thấy đỡ hơn nước mắm á. Mắm thì chấm vô nó hơi tanh. Một cá. Ơi cao quá. Ngọt quá không? Mấy vòng sao vòng này ông ăn nhiều dữ. Mấy vòng kia ông chỉ định không à? Không biết nữa, tiền có bóc trúng bò đó luôn. Cái vô mà ngỡ á. Rồi bây giờ cô sẽ bấm giờ nha. Bắt đầu. Ừ, nó không ngỡ qua trái để lộn lên. Thôi người ta nói thà khổ trước cực sau sướng sau ha. Còn này con sướng trước giờ con khổ. Cố lên Trung ơi. Thôi đi 2 phút 50 giây. Thôi đi. Rồi dân vậy là Trang ơi. Ủa mà Trang thắng rồi phải con thắng. Ủa con còn dịch kia thôi. Chú mua rồi. Ủa hẹn chứ. Trang hả? Trang hả? Vậy là 1 triệu đã xứng đáng thuộc về Trang. Trời ơi anh không tin luôn á. Lúc đầu mình tưởng Trung nhân phẩm. Ai ngờ Giang nhân phẩm hơn nữa. Thấy gì chưa? Nhưng mà lúc cuối em ăn có 1 trái à. Vậy là cuộc thử thách hôm nay Trang đã xứng đáng. Chúc mừng con 1 triệu. Yeah. Wow, 1 triệu luôn. Trang ơi, tiền có dính gì kìa, để anh giữ giùm Trang. Không bằng đâu. Rồi, cho con về trái về cho ăn, về cho con nghe. Trời ơi, Mạnh, nãy giờ tôi ăn chưa đã không Mạnh. Trời ơi, ông ăn, tới cái mỏ ông nó bầm tím vậy nè mà ông còn đồ ăn nữa. Thì vợ hết sưng, lát nữa ăn tiếp. Ê, chưa có dịch luôn á. Rồi mấy đứa muốn ăn đúng không? Dạ. Lát nữa về cô sẽ cho bạch mũ tụi con đồng về mỗi đứa vài ký về ăn. Dạ. Cảm ơn cô. Rồi thôi video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy hay chụp like đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt các bạn.